Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh vlog Hoa Giấy Sa Đéc. Ở đây mình mới khui ra một số cái phôi nè các bạn. Đây là một số cây phôi hoa giấy Mỹ nha, cũ rất là đẹp các bạn. Ở đây mình mới khui ra xong rồi, mình mới xịt rửa vệ sinh củ đế các thứ nè. Bể rất là to nha, bể rất là to và đẹp. Thân thì rất là quái vậy nè, thân khá là to và đẹp nha. Đây rất là nhiều. Ôi, cây này mình vệ sinh nó chưa sạch không các bạn. Nói chung là cây cũng rất là đẹp anh em. Đây thì tầm khoảng đầu giờ chiều mình sẽ lên video nha các bạn. Trên kênh thì mình lúc đó mình sẽ đo thôi, mình sẽ mà báo giá các bạn như đó nha. Đây mình mới khui xong, tại có một số anh em hỏi đòi hỏi hàng mình á, nhưng mà mình chưa có kịp để mà lên. Cho nên là bây giờ trước mắt mình quay cho anh em xem cho đỡ mong đợi nha. Đây mới khui xong, vệ sinh chưa sạch sẽ, xíu mình vệ sinh lại các bạn. Mình quay cho anh em sơ sơ thôi, nữa anh em lên kênh nó coi chi tiết hơn nhiều mình nha. Đây mới khui được một số à. Đây là mình còn tầm khoảng 50 cho đến 70 cây gì đó. Chắc lẽ là một ngày hôm nay thì mình sẽ bán hết cái hàng mặt hàng này các bạn. Cây thì chung là trung bình, cây này cũng vệ sinh chưa sạch các bạn. Củ đế nè. Để mình sẽ đem vô cho các bạn xem. Củ mình thấy thật cảm thấy nó bẩn bẩn vậy nè các bạn. Chứ mình đem mình vệ sinh lại, nhìn củ nó trắng trẻo đẹp trai lắm. Ở trong đây mình có làm được mớ, nhưng mà mình chưa có kịp lên video các bạn. Đây bên này mình cũng mới rửa xong. Các bạn thấy dơ bẩn nha. Trắng trẻo đẹp trai, ok nha, quá đẹp. Thì mình sẽ vệ sinh xong rồi cắt ba cái cọng rễ mền, cọng rễ con đó mình cắt tỉa lại rồi xong rồi mình sẽ lên video cho các bạn xem nha. Thì hẹn gặp lại các bạn ở video trên kênh. Thì các bạn chọn cây thì mình sẽ gửi số tài khoản, các bạn chuyển khoản cho mình nha, các bạn chuyển khoản cho mình mới gửi hàng đi được nha. Đây các bạn vừa coi chơi cái vườn mình sơ sơ thôi nha, có rất là nhiều anh em á. Mình kêu chuyển khoản cho em đi, em mới gửi hàng đi được. Thì các bạn nói trời, chuyển cho ông biết ông có chuyển hàng cho tôi không. Thì tùy, anh em tin mình thì chuyển khoản cho mình, còn không tin thôi nha, không sao. Đây cái vườn mình đây các bạn, mình quay sơ thôi. Vườn mình thì cái này hoa cũng tàn rồi nha, qua Tết thì hoa tàn rồi. Đây vườn mình đây, các bạn nào mang container đem chừng cả 80 chiếc lên chở mới hết cây nhà bên mình nha. Cây mình nhiều lắm, còn bên cánh bên kia nữa nha. Đó, nhiều lắm nha các bạn, mình không gạt các bạn làm gì đâu nha. Qua cái lùm chuối bên kia còn nữa nha các bạn, chỗ đó là còn nữa nha, tại mình trồng cái dừa khuất là các bạn không thấy. Nhiều lắm, mình không có thèm mấy cái đồng bạc mà dơ bẩn mà đi gạt người khác đâu. Nhưng mà tại vì mình chuyển khoản cho mình á, là để cho mình bảo đảm được đơn hàng đó sẽ có người nhận. Tại vì bị bơm hàng hoài rất là chán. Hàng của mình thì mình gói đi rất là kỹ các bạn, bọc xốp băng keo các thứ hết gói rất là kỹ. Mà các bạn ra kêu cho nhận hàng mới cho xem hàng mới được mà thanh toán tiền. Tôi hỏi các bạn nè, cái cây mình á, mình bọc xốp kỹ lắm, mình gói băng keo rất là kỹ. Các bạn có bảo đảm với tôi rằng các bạn mở ra các bạn coi hàng, các bạn không lấy đi, các bạn có đi mua xốp gói lại cho tôi không, hay là các bạn bỏ trần trụi với bạn trả tôi hư cây tôi hết sao? Bán được hàng mấy bạn lời không được nhiều chứ, cho nên là mấy chuyện mạo hiểm tôi cũng làm. Thà là các bạn mua 5 cây 10 cây 10 cây tôi tặng cây nha, còn nếu mua 5 cây lớn tôi vẫn tặng cho bạn cây nhỏ bình thường. Cây tôi rất là nhiều, tặng chơi luôn cũng được, nhưng mà phải chuyển khoản cho tôi mới gửi hàng được nha. Nhiều anh em kêu chuyển tiền cho ông, biết ông có chuyển cây cho tôi không. Thì tùy anh em, mà tin thì mình thì chuyển, còn không tin thôi, mình cũng không ép các bạn mua. Rồi có số các bạn nói là không tin tôi thì sao, tôi phải tin ông. Anh không tin tôi thôi, tôi đâu ép anh tin tôi đâu. Mua hàng của tôi là tin tôi thì mua, không tin thôi tôi không ép. Nhưng mà hàng tôi là người thật việc thật, tôi hứa với các bạn tôi giao cây này cho các bạn. Tôi giao sai cây này tôi tặng cho các bạn cây đó, tôi chuyển tiền trả lại cho các bạn. Coi như cái sản phẩm nào tôi giao sai tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn luôn, uy tín. Chỗ mình làm ăn lớn, đây cái cơ sở tôi đây các bạn. Rất mấy hôm nay rất nhiều anh em nói nhiều cái mình cũng thấy buồn bức xúc các bạn. Đây vườn tôi đây, cái biển hiệu tôi chà bá gì, địa chỉ tôi có trên website, địa chỉ tôi là nó có trên website trên Google. Các bạn lên Google các bạn gõ hoa giấy sa đéc .com cho mình nha. YouTube thì hoa giấy sa đéc vlog nha, còn Google là hoa giấy sa đéc .com nha. Thì sẽ lên địa chỉ của mình, cái cơ sở mình đã đăng ký tên thương hiệu ha, mình đã đăng ký với sở văn hóa thông tin để mình mua cái trang web mua tên miền của Google các bạn. Các bạn nào làm bên Google các bạn sẽ hiểu, chứ không phải mình muốn nói gì mình nói, thì các bạn tùy, các bạn tin tôi tin thôi. Nhưng mà đơn hàng tôi nha, bây giờ các bạn đặt hàng tôi một cây hoa giấy 200.000, các bạn phải chuyển tiền cho tôi nha. Tôi không thu hộ, không có, anh em tin muốn tin thôi, tùy. Rất là nhiều người bán, còn có anh em nói với mình rất là buồn luôn. Đâu phải ơi đang bán, ông bán tôi mua chỗ khác, ok anh mua chỗ khác anh mua, nhưng mà anh mua chỗ em anh phải chuyển tiền cho em mới gửi hàng đi được. Còn anh mua chỗ khác mà ai mà cho anh cho xem hàng rồi mới được lấy mới được trả tiền á,
thì anh cảm thấy tiện anh qua đó mua, em không ép, nhưng mà anh đã chấp nhận mua thì anh phải trả tiền cho em mới gửi hàng đi. Ok anh em nha, thì nói chung là nói sơ sơ thôi, nói nhiều mà cũng mất thời gian với anh em. Cái vấn đề này á, mình đã chia sẻ với anh em rất là nhiều lần rồi, nhưng mà lâu lâu có một số anh em á, họ dạng như một số người ta chưa biết mình á, ta chưa biết đến mình á, nhiều lúc người ta cũng lo sợ lắm, nhưng mà mình cũng đã tư vấn cho người ta rất là nhiều rồi, rất là nhiệt tình luôn. Nhưng mà có một số anh em thì người ta không tin, thì không tin thôi không sao hết. Thì video này mình xin nói sơ sơ vấn đề đó thôi nha, chứ mình nói đi nói lại hoài thì cũng kỳ. Rồi xin cảm ơn các bạn, nếu các bạn nào yêu thích như yêu mến cũng như là ủng hộ cái sản phẩm bên vườn mình, mà vườn mình rất là cảm ơn, rất là cảm ơn luôn các bạn. Rồi thì hẹn gặp lại các bạn ở video đầu giờ chiều nha. Cây này rất là quái các bạn. Thì mình sẽ báo giá thực tế từ cây, chắc này mình mới khui ra, mình chưa vệ sinh cắt tỉa, chưa được báo, cho nên chưa báo giá cho các bạn từng cây được nha các bạn. Thông cảm cho mình nghe, đợi mình tầm khoảng đầu giờ chiều nha các bạn. Rồi xin hẹn gặp lại các bạn ở video gần đây nhất là đầu giờ chiều. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.